Ngao chín mình sẽ vớt ra đây nhá, để nhặt một cái ruột ra. Ngao rất là to béo. Hello, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Ken Ken TV Quang Thanh nhá. Thì hôm nay cùng vào bếp với kênh nhà mình với món canh cho mùa hè, giảm bớt cái nắng nóng của mùa hè. Món canh đấy chắc mọi người hình dung ra món gì được đúng không? Hôm nay mình sẽ là vào bếp làm món canh rau tơi nấu với ngao nhá. Thế ạ. Thì hôm nay nguyên liệu thì chuẩn bị rất là đơn giản thôi. Rau tơi mình mua về, rau tơi ngọn rất là nhỏ non này ạ. Và một ít ngao nhá. Và hai củ hành nhỏ. Hành này chút nữa mình sẽ phi thơm. Bây giờ mình sẽ là sơ chế qua các nguyên liệu mình nhặt rau. Và trước khi nhặt rau thì mình sẽ là ngâm ngao nhá. Ngâm ngao với nước vo gạo để cho nó nhả bớt cái phần đất, phần cát ra, cho nó sạch hơn. Đấy, thì giờ mình sẽ làm từng bước một nhá. Mình sơ chế xong cái phần ngao nhá. Ngao mình sẽ ngâm nước vo gạo để cho nó sạch. Đấy, và rau quay ra mình sẽ nhặt cái rau này. Sơ chế chuẩn bị hết thì Huy xong rồi mới nấu nhá. Rau tơi đang mùa này rất là non và ngon đấy ạ. Nói chung là mùa hè chẳng biết là nhà mọi người như nào, nhà mình lúc nào phải có bát canh nhá. Không có canh là khó ăn cơm lắm. Nóng nực đến cứ phải vào có bát canh. Nhiều hôm chỉ cần bát canh thôi. Và canh này hôm nay thì ăn với mấy quả cà pháo thì thôi rồi, đúng tủ của nó. Sau mình cứ nhặt sạch cái phần lá nhá, lá non, bỏ phần lá già vào cuộn ra. Này rau rất là non, ngọn nhỏ. Phần ngao nhé, phần ngao đây mình đã ngâm nước gạo đây, bây giờ mình sẽ rửa qua để cho vào luộc. Phần nước đã sôi rồi nhá, thì mình sẽ lúc trước mình có bỏ vào đây chút muối. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ phần ngao vào. Rồi mình cho lửa to hết cỡ nhé. Ngao chín mình sẽ vớt ra đây nhá, để nhặt một cái ruột ra. Ngao rất là to béo. Nếu là cái phần nước này mình sẽ giữ lại nấu canh nhá. Đừng bạn nào bỏ cái phần nước này nó ngon nhất phần canh đấy ạ. Chúng ta mình sẽ là gạn qua phần nước để bỏ trong cái sạn bên dưới nhá. Còn cái sạn là mình sẽ gạn bỏ đi. Mình sẽ nhặt phần ngao nhé, ruột ngao. Nhặt lần lượt như này. Lúc mình rửa ngao mình cũng lưu ý mình chọn xem mình con nào thối thì mình bỏ ra nhé. Tại vì nếu mà dính một con thối thì bắt lúc đun luộc lên ấy, để phần lấy ngao ra. Nó rất là mùi và ăn canh cũng sẽ không được ngon ạ. À.
mình sẽ gạn bỏ cái phần nước nhá, xem có phần sạn nào thì sẽ là mình sẽ gạn đi cho nó sạch. Đấy, mình ngâm như này này, cho nó vẫn có chút sạn này. Khi mình đợi cái phần ngao nguội mình nhặt nhá, thì mình sẽ là sơ chế cái củ hành này đi. Để chút nữa mình sẽ phi thơm cái phần hành này với phần ngao rồi mình sẽ cho canh vào nhá. Công đoạn bước cuối cùng đã gần xong đấy ạ. Nấu canh thì rất là nhanh, chắc là tầm 15 phút là sẽ có nồi canh thôi. Cái nhỏ là được. Cho ra đây mình thái rau luôn. Phần rau thì mình sẽ là vẩy bớt một chút nước nhá, cho ráo bớt nước. Sau đó mình sẽ thái nhỏ, thái tầm 2-3 phần để mình vừa chứ không phải nhỏ quá nhé. Đấy, mình thái nhỏ như này được. Phần hành mình đã làm xong phần rau đây nhá, thì mình sẽ là nấu bước cuối cùng của canh. Đây là các bước mình đã chuẩn bị, các nguyên liệu chuẩn bị hết nhá. Phần ngao nhặt sạch này, hành khô này, rau này, và phần nước mình đã gạn sạch như này nhá. Thì mình sẽ là phi thơm cái phần hành lên rồi cho ngao vào. Quay vào đây cho mọi người nhìn góc bên mở xinh. Thế là thơm cái phần này rồi nhá, mình sẽ là cho cái phần nước vào. Cái phần nước canh sôi nhá, thì mình sẽ đã cho phần rau tơi vào. Đấy, sau mình lấy đũa mình sẽ đảo đều lên cho phần rau nó ngập vào phần nước. Mình sẽ bỏ vào đây là 2 thìa bột canh nhá, 2 thìa bột canh nhỏ nhỏ. Ngao nó cũng mặn rồi ấy. Ngao biển mặn, mình cho đấy một chút mì. Rồi, cái phần nước này đã sôi rồi đấy ạ. Mình đợi sôi một lúc nhé. Tầm 2-3 phút thì mình tắt bếp là món canh này đã hoàn thiện rồi đấy ạ. Đấy. Phần rau tơi rất là nhanh chín, phần ngao thì mình đã xào rồi. Đấy, hấp dẫn chưa? Và đây là thành phẩm món rau nhà mình nhá. Món canh rất là ngon. Đây mình mới xơi ra bát cho nguội một chút thì mình sẽ ăn cơm nhá. Đây món canh rất là nhanh, tiện dụng, trong vòng 15 phút là sẽ có một nồi canh rất là ngon như này đấy ạ. Thì hôm nay mình có mua thêm một chút cà. Đấy món canh này thì ăn với cà rất là ngon và tốn cơm đấy ạ. Chúc mọi người thành công với món canh nhá. Rất là đơn giản và dễ nấu ạ, cho những ngày hè nóng bức như này. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá. Thì mọi người nhớ yêu thích kênh và nhớ đăng ký và ủng hộ kênh nhà mình nhé, để ngày một phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.